Thiết bị giúp hành khách có thể có một giấc ngủ ngắn nhưng hiệu quả tại sân bay quốc tế Abu Dhabi của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đó chính là những chiếc ghế ngủ có hình dáng giống quả trứng. Điểm đáng chú ý của những sản phẩm này là chúng có thể chuyển đổi thành những chiếc giường bằng phẳng, có bề mặt trơn bóng và quan trọng hơn cả là có chức năng ngăn tiếng ồn cũng như ánh sáng từ bên ngoài. Với thiết kế được thực hiện ở Phần Lan, cùng với những tính năng ưu việt, mỗi giờ sử dụng sản phẩm này sẽ mất khoảng 12,25 đô la Mỹ. Ban quản lý dự án này cho biết, việc trang bị những chiếc ghế ngủ là một trong những nỗ lực không ngừng của sân bay nhằm cải thiện chất lượng phục vụ khách hàng cũng như khẳng định đẳng cấp của doanh nghiệp. Hiện tại mới chỉ có 10 chiếc ghế ngủ được đưa vào sử dụng, tuy nhiên con số này sẽ tăng lên 45 trong vòng từ nay đến cuối năm 2013. Ngoài việc tăng cường về số lượng thiết bị, những chiếc giường ngủ sau này sẽ được nâng cấp, bố trí thêm các chức năng khác như có thể truy cập internet, lưu trữ hành lý và các vật dụng có giá trị, cũng như có thể cung cấp các thiết bị sạc điện miễn phí cho điện thoại di động